Đó, ngoài kia có chiếc ghế ủi cái cơm đang chạy vô ha. Rồi hôm nay cá quýt đó, anh em ngủ ngoài, giờ giấc này mấy anh em mới rút anh em chạy vô các bạn. Rồi nãy giờ mình thấy chạy vô cũng nhiều lắm rồi ha. Con anh đang ngồi trước mũi nè. Đó, dép thì nó dài hơn cái lô ơn trước á, khoảng 1 mét đó các bạn. Đuôi gần trước á, này bắt chồm hơi chồm gần trước rồi ha. Ghe này cũng nhỏ ha, ghe vinh vàng dưới 15 mét. Chiếc này là ủi cái cơm là vừa luôn á bạn. Chiếc này mà đặt cái mà Hino B1C á, xấu là cái 6 tua đồ kia chạy là ngon á. Chả nắng ngược mặt trời á, các bạn nghe không, xem không rõ á, thông cảm vậy mà. Ở đây có một anh ghe rất là bự luôn, hôm muốn có cá nèo ngủ á, cào để máy còn đang chạy á. Kiểu này hôm mà lỗi gà chạy cái cũng có cá là vô neo thôi là cũng là lỗ dầu nhiều rồi, vì đặt máy lớn á, vô neo là an toàn á. Ở ngoài kia thì có ba chiếc lưới bao á đang đua vô chạy vô á. Đây một chiếc nè, bạn đây một chiếc nữa, đằng sau còn một chiếc nữa. Cái này chạy vô dữ chưa, quá dữ. Ghe lưới bao á trong cảng mới lui ra ngoài các bạn. Đây mình đậu ở đây cũng sát trong cái cầu cảng, ghe lưới bao neo ở đây nhấp hết trơn luôn ha. Trời bên ngoài đang mưa lâm râm nè. Thời tiết hôm nay thì hơi xấu á. Bên này những này vô lấy đồ gửi đầu chạy đi luôn rồi nè. Điện chiếc nữa đây. Đó mấy cái phen tròn á chạy với nặng dữ dằn luôn. Khi nóc rồi mà, thằng xét ha. Ở đây thì thấy cái chiếc ghe biển số Vũng Tàu các bạn, BV. Chiếc này giật máy lên này xuống đi. Cái cơm. Đang giá cào thì hôm bị cái hình sườn á giục xuống xả ra lằn giá.
Đó, mình đó đang ngồi ăn cơm á bà, chèo quê ăn cơm á, mình cũng đang dọn ra chuẩn bị ăn cơm á. Cá mà thú đó cào dính hay là mua chia người ta lại Cào dính đó. dính nhiều quá vậy? Đang một lái mạnh mình nè, gió thì đứng gió luôn rồi, nó dây nó không có trôi đi gì hết trơn. Mình đang ăn cơm. Ghe bự nè, hôm như là đâu là mình thấy là chạy cào chung với mình á, cái này cá ít quá rồi, anh bự bự này chạy cũng hơi mệt á, cá ít nè, dầu cái này cũng đang lên giá nữa. Đang neo các bạn, mình thấy đâu tới 2-3 chiếc là ghê quá trời bự luôn. Bên đây đang kéo cào ra nè. Thì nó cũng khá là xa các bạn. Anh em mình neo đằng đó nhóc hết trơn nha. Ở neo một dọc 3 chiếc luôn. Ở trong kia thì mình thấy có anh trên ghe chèo cái thúng vô bờ lấy đồ mà mới vô. Vô bờ bỏ được đồ xuống ở trong cái thúng trắng trắng đó, bây giờ bắt đầu chèo ra ngoài ha. Cái ghe anh đậu ở đâu á? Em thấy đây ghe anh đậu ở đây các bạn, cũng rất là xa nay thì rước vào vô trong này rất là nhiều luôn. Đây một anh ghe bự nữa đây, chiếc sau thì cũng vừa vừa ha, đó, đang neo nè. Đó, chiều anh em chuẩn bị đi, trời chuyển mưa đen mù mịt hết trơn nữa rồi, ngày nào cũng vậy hết trơn á, quá trời chuyển mưa luôn. Anh em mình sẵn sàng kéo cào ở sông hết trơn nè, chờ tối tối một chút rồi bắt đầu là chạy á. Ở dưới này thì đang thả trôi ăn cơm á, chưa cái kéo cào á bạn, cơm xong rồi mới kéo cào rồi chạy á. Giờ bị cài ra qua mặt gió anh Phúc luôn. Đó, dữ chưa, dập sóng rồi kìa. Chiếc bên đó thì chuyến này đi có 3 người nha, người tài công với ông chú, ông chú cũng lớn tuổi với thằng nhóc các bạn. Ông chú cái này đang ngồi trên chỗ mấy cái thùng thấy chiều ra ngồi ngắm cảnh đồ kia, uống trà đồ kia. Đó, anh em ra đông vui quá vui luôn.
Ở trong này là cái khu du lịch đó các bạn, Hòn Phú Tử. Đó, ở đây trong này khu du lịch trong này nè. Đó, mấy cái chòi chòi đó là mấy cái quán ăn, quán nước đồ kia các bạn. Hòn Trong á, ở đây cái hòn này kêu Hòn Trong.